Sáng mùng 9 tháng 8 tại Hà Nội, Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống, mùng 9 tháng 8 năm 2004, mùng 9 tháng 8 năm 2024 và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Cứu hộ Cứu nạn. Kể từ khi thành lập đến nay, Cục đã tham mưu xử lý khắc phục hơn 60.000 sự cố thiên tai dịch bệnh, điều động trên 4 triệu lượt người tham gia, trong đó lực lượng quân đội tham gia trên 83%, cứu được gần 74.000 người và hơn 6.000 phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Cục Cứu hộ Cứu nạn đã hoàn thành tốt chức năng Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây dựng đề án luật phòng thủ dân sự được Quốc hội thông qua, tham gia cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ hội thao quân sự quốc tế, đoạt nhiều giải cao, trực tiếp chỉ huy lực lượng đi Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa do động đất gây ra, được nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương ghi nhận, biểu dương những thành tích và kết quả đã đạt được của Cục Cứu hộ Cứu nạn trong 20 năm qua. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Với chức trách nhiệm vụ được giao, Cục Cứu hộ Cứu nạn đã tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân triển khai lực lượng, phương tiện ứng trực, bảo đảm cho toàn quân thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu nạn, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cứu hộ Cứu nạn đã kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cống hiến hết mình về công sức, trí tuệ và cả sự hy sinh mất mát cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Cứu hộ Cứu nạn đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, cống hiến hết mình cả về công sức, trí tuệ và sự hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần mang lại sự ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Trước nhiều thách thức phi truyền thống và nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội đang đặt ra yêu cầu cao hơn, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cán bộ chiến sĩ Cục Cứu hộ Cứu nạn nêu cao tinh thần vì nhân dân quên mình, đổi mới phương pháp tác phong công tác, làm tốt vai trò của cơ quan tham mưu chiến lược về phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì nghiêm các chế độ ứng trực, thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các địa phương, các đơn vị quân đội, xử lý tốt các tình huống thiên tai, tai nạn, sự cố, góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm, xây dựng Đảng bộ Cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gắn với xây dựng Cục vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.